Ngày 28 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một con đười suýt chết đuối vì rơi xuống khi nhặt đồ ăn do du khách ném vào. Sự việc xảy ra vào 24/6 tại vườn thú Safari Phú Quốc. Ngày 28 tháng 6, đại diện vườn thú cho biết mặc dù đã có bản cảnh báo nhưng nhiều du khách vẫn ném đồ ăn cho động vật. Trong clip, con đười ư cố với tay lấy đồ ăn thì bị rơi xuống hồ rồi chới với và chìm hẳn. Rất may, lúc này nhân viên phát hiện kịp thời và nhảy xuống cứu, sau đó đưa con vật lên bờ hô hấp nhân tạo. Hiện sức khỏe của con đười ươi đã ổn định nhưng tinh thần còn hoảng loạn. Qua sự việc lần này, vườn thú hy vọng du khách tuân thủ các quy định đã được đề ra để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự.